mùa vụ mới đang bắt đầu ở nậm ngặt. Chẳng mấy chốc, mạ non sẽ phủ kín những thửa ruộng này. Nếu thời tiết thuận lợi như mọi năm, gia đình chị Tráng Thị Đào có thể thu về gần 50 bao thóc. Đồ ăn thôi, nhưng mà thừa thì cũng có thừa nhiều. Biết tiền thì cũng có bán, cũng được bán tới nào. Thế thôi. Nhưng không phải nơi nào cũng có thể cấy hái. Hơn 50 hộ dân trở về nằm ngặt sau cuộc chiến, bắt đầu xây dựng lại cuộc sống mới cho mình. Cuộc sống ở trên vùng trận mạc. Tháng 4 năm 84, chiến tranh ác liệt nhất ở cái khu vực Thanh Thủy, thôn Nằm Ngặt. Quay trở về thì cối phá hết toàn bộ cái cây cối, rồi là đỉnh đồi không có một cây nào sống. Thế cho nên là bà con cùng nhau ở đến 91, 92, 93, đến 95 mới mọc cây cối, mới mọc lên dần dần, mới nhìn thấy cái vực nó xanh dần. Người dân có thể tạo thêm màu xanh, nhưng không thể xóa bỏ được nỗi sợ hãi, có tên gọi bom mìn. Đã hơn 30 năm, tiếng bom đạn đã ngưng, nhưng nỗi đau mất mát vẫn đang tiếp diễn. Hòa Bình rồi thì em về khai thác, chú bái chè sang này em cũng biết chú đấy là có mìn, không phát được nhiều chè lắm rồi, chỉ là muốn đi phát được thêm nữa. Thế để em cố đi, cố phát đi, không lại dám phải mìn nó bị nổ. Bản Nậm Ngặt có 59 hộ dân, thì hơn 1/3 số hộ có người là nạn nhân của bom mìn. Như nhà ông Hòn, có tới 4 người thân thương tật và tử vong. Người ta thì cũng dám ở đó, mình phải ở đây giữ được vành đai biên giới. Đấy. Ngày xưa ruộng đất ở đây mình phải về. Đấy. Về đây thì không bỏ rồi. Không cho đất nào mình phải làm đấy, đến đấy. Hiểm họa rình rập. Nhưng những mùa vụ mới vẫn tiếp tục. Người Nậm Ngặt sẽ còn bám giữ biên cương. Cũng ở nơi địa đầu Tổ quốc ấy, hơn 30 năm trước, cả một thế hệ những thanh niên tuổi đời chỉ 18, đôi 10 đã kiên cường chiến đấu để giữ từng tấc đất trước sự xâm phạm của quân bành trướng Trung Quốc. Cuộc chiến kéo dài tới năm 1989. Giữa lòng thành phố Hà Giang có một địa chỉ đặc biệt. Ở đó, vũ khí sát thương trong chiến tranh được chế tác thành những món đồ trang trí. Thực ra người xây dựng địa chỉ này đang muốn kể về một câu chuyện lịch sử. Đỗ Việt Hùng, một người lính thế hệ 8X, muốn lưu giữ ký ức về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc ở Hà Giang, nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Có những lúc tôi cùng một số người bạn đi lên trên khắp cái chiến trường Vị Xuyên để tìm lại tất cả mọi thứ thuộc về người lính chiến tranh người ta bỏ lại chiến trường. Tôi đích thân tôi lên trên đấy để tìm và nhặt về và lau chùi đánh rửa sạch sẽ lên để trưng bày. AK Cà Phê là một địa chỉ mà nhiều cựu chiến binh thường xuyên tìm đến mỗi lần lên thành phố Hà Giang. Trong số đó có một vị khách quen thuộc, ông Nguyễn Đình Thắng,
cựu chiến binh sư đoàn 356. Những cuộc trò chuyện của ông với chủ quán thường là về các địa danh mà ông đã từng cầm súng trong suốt 3 năm. 1509 này, 72, 685, 300, 400 ra đây. Đây là ngày mùng 2 tháng 4 là Trung Quốc bắt đầu bắn pháo trên toàn tuyến. Toàn tuyến là của huyện Vị Xuyên này, cả cái vùng này. Thì là hồi đấy là anh nhớ là anh ở bên Hoàng Liên Sơn đấy, vẫn nhìn thấy chớp với cả y ùng suốt cái thời gian đấy, là cứ tưởng là đánh nhau trên Mường Khương Bát Sát đấy. Cuộc chiến ở Vị Xuyên năm 1984 đã bắt đầu từ đây. Cao điểm 1509. Bức ảnh này tình cờ được chụp trên cao điểm 1509 cuối năm 1983. Ông Đường Minh Tuấn khi đó là một trinh sát của đại đội 14, trung đoàn 122, sư đoàn 313. Cũng như những đồng đội của mình, ông không nghĩ rằng đó là những bức ảnh cuối cùng được chụp trên cao điểm 1509. Lúc đó mình cũng vẫn là rất là vô tư, chỉ nghĩ là mình phải, nhiệm vụ của mình là phải phòng thủ và canh gác, rồi thì làm cái nhiệm vụ để bảo vệ trên cái mảnh đất biên cương và cái cao điểm 1509 đấy, trong cái thời điểm đó. Những hầm bê tông như thế này xuất hiện nhiều hơn trên toàn trận địa Thanh Thủy từ tháng 5 năm 1984. Nó được xây dựng sau những trận pháo kích của Trung Quốc. Mật độ pháo cứ ngày một dày hơn. Những người lính như ông Viên chưa lường trước được sự ác liệt của hỏa lực địch. Ngày mùng 2 tháng 4 năm 1984 thì bắt đầu là vào buổi sáng, quân Trung Quốc là bắn rất nhiều đạn pháo, hàng chục nghìn quả đạn pháo buổi sáng sớm vào đỉnh 1509, 772 và một số những điểm cao trước mặt tôi. Chúng bắn từ mùng 2 tháng 4 cho đến 28 tháng 4. Ngày nào chúng cũng bắn. Thế chúng tôi cũng không nghĩ là cuộc chiến lại đằng đẵng kéo dài là 4 năm trời. Vào ngày 28 tháng 4 năm 84 thì khoảng 5 giờ sáng thì pháo của địch bắt đầu bắn cấp tập lên đỉnh 159. Thì tôi lúc đó là ở đài quan sát của trên Bảo Muội. Thì chúng bắn khoảng độ một tiếng đồng hồ, một tiếng hoặc hơn một tiếng thì bắt đầu là pháo ngớt dần. Tất cả các loại pháo bắn chùm lên đầu, chúng tôi chỉ nghe tiếng ục ục, không còn nghe tiếng gì, chỉ cứ nghe tiếng ục ục. Bắn lên quá dày. Những trận địa pháo của ta nhanh chóng được xây dựng để phản kích. Trận địa C9 Đồi Chè, ông Viên đã tự tay bắn hàng trăm quả pháo về phía kẻ thù, nhưng đơn vị ông cũng hứng chịu liên tiếp các đợt trả đũa. Khoảng 27.000 quả đạn pháo Trung Quốc đã bắn vào biên giới Vị Xuyên trong tháng 5 năm 1984. Những dấu vết tới giờ vẫn còn sót lại. Pháo bắn ở đây thì hố rất là to, đấy, rất là sâu. Cây cối sạt lở và trong quá trình ấy thì là cây rúc là đấy, đây hố pháo của bọn mình kia đây đấy. Đấy, cái trận địa này có nghĩa rằng là chúng tôi mừng tượng nên là cái ruộng cày đấy mà chúng ta đào lên đào xuống bao nhiêu lần đấy, để trồng khoai trồng lúa, thì cái trận địa này chúng tôi như thế. Quả nọ trồng quả kia, có nghĩa là họ bắn suốt đêm suốt ngày. Bộ đội bộ binh ấy, họ có nói là cái lò vôi thế kỷ nó là như thế, mà họ nói rằng là như thế này, bây giờ không phải là 685 nữa mà chỉ còn 680 thôi, có nghĩa là mất đi 5-7 mét cái núi đá đấy, nó bay đi chỗ khác đấy. Đấy là câu chuyện là có thật đấy. 61.000 quả đạn pháo đã bắn vào biên giới Hà Tuyên trong suốt 5 năm, từ năm 1984 đến năm 1989. Trong đó, hướng chủ yếu là ở Vị Xuyên, Yên Minh. Sự ác liệt của pháo đeo bám những người lính như ông Viên suốt nhiều năm sau này. Khi trở về cuộc sống đời thường, đặc biệt là cái ám ảnh, cái tiếng sấm nổ, ít nhất là cũng phải cả 10 năm sau, chúng tôi mới quên hết được.
đêm cứ tiếng sấm đổ là giật mình, lại nhớ lại. Thực chất, từ cuối tháng 4 năm 1984, cuộc chiến đấu ở Vị Xuyên là giành lại các cao điểm đã bị quân Trung Quốc xâm lấn. Có nơi vào sâu đất ta có một cây số. Ông Nguyễn Đình Thắng khi đó là quân y của Trung đoàn 153, Sư đoàn 356. Các đơn vị thuộc Sư đoàn 356 đã tham gia vào cuộc chiến bảo vệ Vị Xuyên vào tháng 5 năm 1984. Khi đó, ông Thắng cũng như nhiều đồng đội chưa mừng tượng trước được sự khốc liệt ở phía trước. Nhưng tinh thần chiến đấu đã được xác định ngay từ đầu là phải giữ được từng tấc đất, cho dù phải đánh đổi cả mạng sống. Đây là ngọn đuốc truyền thống của Sư đoàn 356. Thì mỗi lần tân binh huấn luyện tân binh nhận tân binh ấy, lúc phát quân tư trang xong bắt đầu tuyên làm lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ấy, là đốt đuốc lên là phải đứng trước đuốc. Bây giờ nhìn thấy lại càng nhớ lại và càng tự hào hơn nữa, vì là mình đã ở Sư đoàn 36 trong thời kỳ mà Sư đoàn chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở mặt trận Vị Xuyên. Một đợt huấn luyện tân binh vào tháng 4 năm 1984 ở tỉnh Hoàng Liên Sơn cũ, ông Thắng đứng cùng hàng ngũ với những người lính này. Trong ảnh, họ đang chuẩn bị thực hiện một nghi thức trang trọng. Đó là thể hiện quyết tâm với quân đội. Trong quyết tâm thư của sư đoàn, những người lính 356 đã thề bảo vệ biên giới Tây Bắc dù phải hy sinh mạng sống. Khi đó, pháo Trung Quốc đã nổ ở biên giới tỉnh Hà Tiên. Với niềm tin sắt đá, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ luật và truyền thống biết khó vượt khó của sư đoàn chúng tôi, hàng nghìn trái tim nóng bỏng đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân quyết đạp bằng mọi gian khổ khó khăn, nguyện chiến đấu hy sinh cho biên cương Tây Bắc, cho Tổ quốc Việt Nam, tô thắm thêm lá cờ quyết thắng của lực lượng vũ trang và viết tiếp bài ca tuyệt đẹp của truyền thống sư đoàn 356. Khi đứng trước hàng quân mà đọc nghe đọc quyết tâm thư là chúng tôi thấy tự hào và hãnh diện, và lúc ấy là khí thế nó cũng tôi như là làm thể muốn thể hiện ngay, tức là làm thế nào mà không phụ được cái lời mình đã thề. Nói lúc ấy tôi lại thuộc nghĩ lại cái câu trong đấy là quân ta khí mạnh nuốt ngưu đầu. Những người lính đã có cơ hội thực hiện ngay lời thề của mình. Chỉ một tháng sau đợt huấn luyện, việc chuyển quân sang Hà Tuyên đã diễn ra. Trước đó, họ đã nhận được lệnh sẵn sàng chiến đấu. Những người lính đầu tiên của sư đoàn 356 đã tới vùng chiến sự Thanh Thủy. Ở đó, họ sẽ là một phần của chiến dịch MB84 với trận đánh ác liệt nhất trên cao điểm 772 ngày 12 tháng 7 năm 1984. Đây là con đường mà ông Thắng đã hành quân từ 20 giờ ngày 11 tháng 7 năm 1984. Theo dự kiến, chiến dịch MB84 sẽ bắt đầu từ tờ mờ sáng hôm sau. Tụt theo đi theo đường này, xuống đây, xuống chân suối Cụt, vào chân 772 chỗ D1 kia. Ăn xong nghỉ một cái là hành quân tiếp lên cái dông đất đây, là đào giao thông hào. Hàm Ếch, khoét Hàm Ếch nằm ở đấy, nằm ở cái giao thông hào, cái chiến hào 1 nằm luôn ở chiến hào 1 đấy. Chờ pháo bắn là bắt đầu tấn công lên D1. Rồi mưa đấy nhá, trơn nhá. Có những đoạn là phải bám vào những cái cây lau lách để trèo, để leo lên. Mà đầu đồi đất mưa nó trơn, trượt. Nhưng mà rất là anh em rất cố gắng để mang đầy đủ vũ khí và bám sát đội hình để hành quân lên. Ngày 12 tháng 7 năm 1984, Đại úy Hồ Văn Thông cũng có mặt trên cao điểm 772. Nhưng ở một mũi tấn công khác cùng với tiểu đoàn 3. Khi đó ông Thông kiêm luôn vai trò một nhà báo, cộng tác viên báo Quân đội Nhân dân. Đây là chiếc máy ảnh đã được sử dụng để ghi lại những khoảnh khắc chiến trường. Nó được gìn giữ cùng một kỷ vật đặc biệt khác, một cuốn nhật ký. Tất cả diễn biến của chiến dịch MB84 đã đều được ghi chép lại một cách chi tiết. Trên điện cho đồng chí Tứ, giờ rê là 3 giờ 40 phút hoặc có thể chậm hơn.
4 giờ 15 phút, trung đoàn nhận điện của quân khu nổ súng. Những luồng đạn thẳng căng, ghê rợn, tiếng nổ của DKZ đanh, khủng khiếp, dữ dội. Và chúng ta đang gặp tình thế rất khó khăn. Trước tình hình không thuận lợi ấy, đợt xung phong đầu tiên không thành. Tuy vậy, tinh thần và ý chí của bộ đội ta quyết không hề lùi bước. Nhiều phân đội, nhiều đồng chí, trong đó có nhiều đồng chí là cán bộ dũng cảm xông lên, tiến lên, không một phút chần chừ. Tiếng hô, xung phong, rồi quyết chiến. Thế là tôi thấy vừa là mạnh mẽ, vừa dũng khí của chiến trường. Tôi thấy rằng là chưa lúc nào mà nó mạnh liệt được như thế. Đoàn mình này, nhất là cái đầu 6 này này. Là số cây súng này, 33 năm trước, đã có mặt trong các trận đánh ngoài mặt trận. Ông Thắng và rất nhiều đồng đội của mình đã luôn cầm chắc trên tay. Trong trận đánh giành lại cao điểm 772, những cây súng chỉ biết hướng về phía kẻ thù. Tôi nghĩ về tinh thần của những người lính thì là trước trận chiến thì là lạc quan và phấn khởi và hào hùng. Nhưng trong chiến đấu thì dũng cảm. Tôi chưa thấy ai là rút lui hay thối chí về tuyến sau. Có những anh em chết vẫn coi như là hướng về phía Trung Quốc và tay vẫn cầm khẩu súng và vẫn chết trong tư thế chiến đấu. Nhiều năm sau rời quân ngũ, ông Thông vẫn không thể nào quên được sự dũng cảm của các đồng đội mình. Những khuôn mặt lính trận đã được ông chép lại vào những bức tranh trực tiếp ngoài mặt trận. Sau bao nhiêu năm, những nét ấy vẫn sinh động, rõ nét. Chân dung của người chiến sĩ này, biểu tượng của sư đoàn 356 là rất là có quyết tâm cao. Ánh mắt trong tranh quyết chiến, quyết thắng kẻ thù. Chiều ngày 12 tháng 7, trận đánh giành cao điểm 772 kết thúc. Hơn 1.000 chiến sĩ đã ngã xuống, trong đó riêng sư đoàn 356 là 600 người. Nhưng đó chưa phải là trận đánh cuối cùng. Cuộc giằng co các cao điểm liên tục cho tới giữa năm 1985. Trong đó có những cao điểm như 685. Có tới 41 lần ta và địch giao tranh. Những mất mát vì thế mà cũng chưa dừng lại. Tôi thì ở trên mặt trận Bình Xuyên là 10 năm và trực tiếp ở trên chiến trường cũng là 5 năm. Chúng tôi bây giờ trong cái kỷ niệm chương này đã tổng hợp lại cái tinh thần này là hà tuyên, trung dũng, kiên cường và chiến thắng. Đấy là tổng hợp vào chúng tôi đã khắc vào cái kỷ niệm chương thôi. Rất biểu thị tất cả cái tinh thần chiến đấu của những người lính Vị Xuyên. Ở trận đánh nào, người lính Vị Xuyên cũng anh dũng, hiền ngang. Trận đánh nào cũng có những anh hùng. Và những tấm gương chiến đấu như anh hùng Nguyễn Viết Ninh đã truyền đi tinh thần bất diệt. Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử. Sống thì bám đá, chết thành cả đá và ở lại để giữ bằng được cái đất nước của cái biên giới của chúng ta. Đấy là cái khẩu hiệu của anh em, nó quyết tâm đến mức độ như thế. Với cái tinh thần đó để mà giữ bằng được thì tiêu diệt được địch, giữ bằng được cái biên cương của chúng ta, chứ không phải một cá nhân nào cả. Có một bài thơ của anh Nguyễn Ngọc Chu và tôi là trong mưa như ngày hôm nay thì tôi lại nhớ nhiều bài ấy. Xin được ăn chút cuối cơm khô nào chan đi lã chã nước mưa, biết ngày mai ai còn ai mất, biết mãi còn là đất cha ông. Là nhiệm vụ của những người lính chúng tôi là phải như thế, là phải giữ gìn đất đai của cha ông, đấy là và nhân dân và các thế hệ sau giao cho những người lính chúng tôi là phải gìn giữ. Và khi chúng tôi đã hoàn thành gìn giữ rồi thì lại giao tiếp cho thế hệ sau nữa. Trên vùng chiến địa năm xưa, màu xanh đã trở lại, cuộc sống đã hồi sinh.
nhưng thời gian chưa đủ để có thể xóa đi dấu vết trận mạc. Những xác đạn, pháo có thể thấy ở bất cứ đâu dưới chân các cao điểm 685, 772. Đây là một phần những gì người dân thu gom được. Đây, cái này là H12 này. Còn cái này là đạn cúi này, cúi 120 này, loại này là thì nổ bây giờ nó nằm lại cái đuôi. Sợ nhất loại này, sợ nhất dòng này này. Con này khiếp nhất, nhiều tàn khoảng 2 sải. Này cái này nó mảnh nó có phải là mảnh đâu, cái này nó cứ quăng vèo vèo cái cây to như này nó đổ gục xuống. Đất nước là bị xâm chiếm, đất của ta là đã bị quân Trung Quốc là chiếm. Và nhiệm vụ của những người lính khi đấy là được Tổ quốc giao cho là phải lấy lại những cái đất đai đấy, thì là chúng tôi phải sử dụng. Và nhưng mà thực chất là không mong muốn sau này đời con cháu mình thế thôi, là không phải muốn phải sử dụng cái này, vì chiến tranh vốn dĩ là rất khốc liệt. Giữa chiến trường có những khu vực đặc biệt được gọi là vùng an toàn, nơi ngoài tầm đạn pháo của quân thù, nơi mà những người lính có thể tạm buông cây súng. Hang Suối Cụt, nơi vẫn được coi là hậu phương, nơi tiền tuyến. Có vẻ như đã rất lâu, nơi này không có dấu chân người. Đây như một cái hậu phương lớn, ngoài một cái hậu phương lớn nữa là của đồng bào cả nước, của tiền sau, là của Hà Giang ra, thì ở đây với những người lính ở đây thì như là một cái hậu phương an bình. Đây là bếp. Quanh chỗ này là hậu cần ở đây, đây toàn thịt hộp này. Đây là thịt hộp này. Ngày đấy là có hai loại thịt. Một loại thịt lợn của quân hậu cần của ta thì là thịt lợn miếng, thịt hộp. Nhưng mà còn thịt loại của Liên Xô thì là thịt lính ta gọi là thịt xay Liên Xô, bây giờ ta gọi là pate đấy. Sao lại có cái vỏ nhựa này là cơ? Của bao giờ đây? Bộ Nội Thương này. Công ty Thủy sản Bộ Nội Thương 1kg. À, cá hộp, thịt cá hộp đây. Cá hộp này. Hồi đấy gọi là Bộ Nội Thương với Bộ Ngoại Thương mà. Công ty Thủy sản 1kg. Đây là thịt cá hộp. Một cân cá hộp, đây là hộp cá hộp. Nhớ ngày xưa là đồng bào Phú Yên Khánh Hòa là mỗi một tháng cho một chiến sĩ ở giờ Vị Xuyên là một hộp cá hộp một cân. Mỗi một tháng mỗi thằng lính ở trên này được một hộp. Những người lính ở trên chốt mà mỗi lần trên chốt hay là lính ở đây lên vận tải lên là quay về bao giờ là cũng hỏi nhau là các đồng hương ở trên đấy, thì nhìn cái thứ nó như một nơi trao đổi thông tin, nơi gặp gỡ và nơi là tập kết tất cả các vũ khí cũng như là hậu cần đảm bảo cho tuyến trước. Úi giời, ở đây còn quả nguyên quả lựu đạn nữa này. Đây này, quả lựu đạn tháo kíp rồi. Đây này có gen, đây này, gen vặn cái mỏ vịt vào đây. Gen vặn cái mỏ vịt vào đây là cầm này, quả loại này gọi là loại quả dứa. Đấy, kíp vặn ra rồi, tháo kíp rồi. Lính mình tháo kíp rồi, chưa, đây còn cái cục sắt đấy mà. Nhưng trong này có thuốc nổ nặng lắm. Lưu đạn quả dứa này là chuyên để cho lính phòng ngự này, không đánh tấn công. Phòng ngự cái này là đổ cái hàng sọt ở trên các đào các hàm ếch trong đổ hàng sọt đấy. Ở mỗi cái hố ở cái giao thông hào ấy là quét cái hàm ếch trong đổ vào đấy sọt là lưu đạn này cứ cầm mình ném xuống ấy. Bao nhiêu năm rồi cũng không quên được những hình ảnh những đồng đội hy sinh hay là những trước những trận đánh ác liệt, rồi sự hồn nhiên vui tươi của những người lính trẻ sau trận đánh trở về, hay là sự háo hức của những người lính trước khi vào trận đánh. Nó có nhiều kỷ niệm lắm, háo hức. Ví dụ như về bên tôi, bên quân y chẳng hạn, như anh Đuốc người Sơn Dương đấy, anh còn bảo là vào đấy anh sẽ thực hiện một vài ca phẫu thuật cắt cụt chân giúp cho thương binh đỡ đau đớn. Tất cả những cái hình ảnh nói là không bao giờ quên được, và khi vào đây thì lại gợi lại nhớ lại những cái năm tháng tuy rằng ác liệt nhưng mà cũng hào hùng và đáng tự hào của lớp thanh niên Hà Nội chúng tôi. Một thời hào hùng và ác liệt, nó luôn sống trong ký ức của những người lính trận, và trong ký ức ấy luôn có những người đồng đội, những người đã mãi mãi không về. Có một lời hẹn chung để những người lính sư đoàn 356 cùng trở về nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, đó là ngày giỗ trận của sư đoàn, ngày 2 tháng 7. Chúng ta hãy sắp hàng vào địa điểm danh.
những bạn lính ở miền xa rất trẻ, hãy xếp hàng và cùng nhau kể chuyện đánh nhau và cả chuyện yêu nhau. Âm dương cách biệt, nhưng chúng ta mãi mãi vẫn là đồng đội của nhau. Là lính Vị Xuyên, can trường bất khuất, sống bán đá, chết hóa đá, thành bất tử. Về đây các anh ơi, hãy về đây. Về đây các anh ơi, hãy về đây. Về đây các anh ơi, xin hãy về đây. Hãy về đồng đội. 9 sư đoàn chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thay phiên nhau chiến đấu bảo vệ biên giới Vị Xuyên những năm 1984-1989. 5.000 chiến sĩ đã ngã xuống trong các trận đánh. Họ ra đi khi tuổi đời mới chỉ 18-20. Đứng trước mộ đồng đội như đồng đội mình còn đang sống, đang nói chuyện như lúc đang chuẩn bị vào chiến đấu, gần gũi đến thế. Vì cái gì tôi hy sinh là vì Tổ quốc tôi, vì nhân dân Việt Nam của tôi, vì đồng đội của tôi hy sinh. Trong rất nhiều cảm xúc được mang về nghĩa trang Vị Xuyên hàng năm, có cả sự dây dứt bởi những tấm bia mộ khuyết danh và dây dứt bởi những người lính chưa trở về. Cùng nhau đi bảo vệ Tổ quốc thì có đồng đội cũng có về, có đồng đội thì cũng nằm lại, nhưng còn có nắm xương. Nhưng hơn 30 năm nay thì bây giờ chồng tôi thì cũng chưa biết là hải cốt ở nơi nào. Là lòng xót thương cho đồng đội, thương cho vợ con họ, rồi là đi họ không thể gọi là nhìn thấy nắm xương hải cốt của anh em bạn bè chiến sĩ đồng đội của chúng tôi, cho nên là tôi đau xót lắm. Thì mỗi đêm thắp hương cho anh em, mình thương anh em lắm, mình coi anh em lắm như con cháu của mình. Sách giáo khoa cũng cần phải viết đến cái cuộc chiến tranh này để cho nhân dân chúng ta hiểu được cuộc chiến tranh này nó ác liệt như thế nào. Vị Xuyên, một vùng biên giới yên bình, nơi tiếng bom đã lùi xa vào quá khứ, nhưng sự hy sinh của những người lính sẽ mãi là câu chuyện được nhiều người nhắc nhớ. Cũng sẽ không ai quên, còn khoảng 1.000 chiến sĩ còn nằm lại trên các cao điểm, những người mà thân xác họ đã hóa thành đất đá biên cương.